Mình cũng oán hận nhưng mà mình càng ngày thời gian nó sẽ làm phương thuốc cho mình xóa nhỏ. Tại vì người cũng đã mất rồi, thì mình mang ấm ức trong lòng đó để làm gì. Nhưng mà thực chất là những năm mới phát bệnh đó, biết được là giận lắm. Nói chung là nhiều khi nhìn lên bàn thờ là cảm thấy tuôn nước mắt. Là người phụ nữ miền biển, chồng đi biển biển 3-4 tháng mới về nhà một lần. Chị X ở thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh, một lòng son sắc ở nhà chăm con. Rồi chị như sụp đổ hoàn toàn khi biết mình bị nhiễm HIV. Càng đau lòng hơn khi chị biết chị bị lây từ người đầu ấp tay gối với mình. Đôi lúc mình tự mình suy nghĩ, tại sao mình sống với ông bà, cha mẹ, anh chị em dòng họ, mình không ngược đãi bất cứ một người nào hết, mà tại sao trời lại mang đến cho mình một cái chứng bệnh quá ác như thế này? Phải chi mình là một người đàn bà ăn chơi xa đọa hay là ngược đãi bất hiếu với cha với mẹ với ông với bà, thì giờ nói mình gánh cái hậu quả đó đi, đó là mình phải cam tâm. Còn mình không có làm bất cứ một cái điều gì hết mà tại sao mình lại phải mang một cái hậu quả rất là nặng nề? Nhiều khi cũng lên đó, ông chờ ở với con, đôi lúc tự nhủ lòng đó là ông chờ đối xử với con không có công bằng. Khi mà biết được mình bị nhiễm căn bệnh này thì theo như người ta nói là bệnh này sẽ không có thuốc chữa, sẽ mang cho tới khi chết. Nhưng mà điều lo sợ nhất là tôi sợ là tôi chết khi các con còn nhỏ. Cho nên là cứ thầm gian dãi với chờ, hoặc là cứ để cho tôi mang căn bệnh này để tôi điều trị khi là tôi được sống, cho tới khi nuôi được các con khôn lớn trưởng thành rồi, chừng đó mà có chết thì cũng cam tâm. Khi biết được mẹ bệnh như vậy thì các con đang học lớp 4, lớp 5. Các bé nói chung là các bé chỉ nghĩ là bệnh như ung thư rồi thôi, chứ không có hiểu được cái từ là bệnh HIV hoặc là bị nhiễm sida vậy đó. Các cháu không hiểu cái từ đó, nhưng các cháu với nó là mẹ bị bệnh hiểm nghèo, không có thuốc trị điều trị thôi, chứ không hiểu được cái từ đó. Các cháu đi học về thì đôi lúc cũng có nói là mẹ ơi, sao con đi học thì có nhiều bạn chơi với con, còn nhiều bạn thì cứ sầm xì này kia kia nọ, rồi có những bạn không chơi với con. Nói vậy thì mình chỉ không biết nói là như thế nào để cho con hiểu, cứ nói là thôi kệ đi. Con cứ chơi đi, ai chơi với mình thì mình chơi, còn không chơi thôi, về nhà chơi với mẹ. Có lần rất là thương mẹ luôn, có nghĩa là mẹ đi phụ đám ở xa tuốt ở trên phía đường ở trên lận, mà buổi tối đó là mẹ không có xe về, mẹ phải dầm mưa ướt nhem hết mình, mẹ về rất là thương mẹ luôn. Và ta bữa đó là mặc dù vậy nhưng mà mẹ dinh rất là nhiều đồ ăn về cho tụi em thấy rất là thương mẹ. Mặc dù mẹ bệnh gì nhưng mà mẹ vẫn lo được cho tụi em, rất là thương mẹ. Thì mình cũng cảm thấy là tội nghiệp cho con. Theo tôi thì bản thân tôi gánh gồng chịu đựng như thế nào tôi cũng thể chịu đựng hết. Nhưng mà thấy con nó vậy thì mình cảm thấy mình thương, mà mình không biết phải làm sao. Thì cái xã hội mà người ta như thế nào đó là quyền của người ta, mình không có cấm cản. Cái nỗi sợ nhất là sợ mình chết bất đắc kỳ tử thì bỏ các con lại thôi. Chứ còn cái chuyện mà học hành thì bây giờ mình còn sống với con ngày nào thì mình sẽ cùng tiếp bước với con đến trường ngày đó. Chứ bây giờ mình không nói trước được, mình không đoán trước được một chuyện gì sẽ xảy ra.